Hello, xe máy Hồng An độc lập chất Sài Gòn. Xin kính chào cả nhà. Chúc cả nhà một buổi trưa vui vẻ, mạnh khỏe và gia đình luôn an lạc nha. Và cũng như thường lệ, Hồng An làm một cái clip sớm một tí giới thiệu con Neo FE209. Hôm nay Hồng An cũng đã quay rồi. Hôm nay Hồng An là rửa lại, gáp bộ áo vô, chia sẻ cho anh em chiêm ngưỡng lại một lần nữa. Và hôm nay là xe cộ về cũng nhiều lắm anh em ơi. Tết rồi mà xe cộ liên tục về luôn, không ngưng luôn nha anh em, rất nhiều xe nha. Thì trước tiên Hồng An đi lại cái vấn đề chính, hôm nay là giới thiệu lại một chiếc xe FE209 bánh mâm. Con này là đi đúng 29.000 nha anh em ơi. Con này Hồng An là bảo đảm là đúng 29.000 nha, không tua. Thì cái clip trước Hồng An cũng có nói rồi, xe này là cặp vỏ Hồng An thay cặp vỏ. Cặp vỏ cũ là chủ xe đi của Maxxis á, Hồng An thay lại cặp vỏ Inu luôn. Hai mới tinh trước sau như một. Phục trước thì zin theo xe. Nó bị dợp đó anh em. Mình quay ban ngày nó đẹp lắm, là cái dĩ chưa khuyết nha anh em. 29-30 ngàn mà dĩ cũng hơi chưa khuyết luôn đó nha. Thì dàn phục là nó hơi xấu vì nó bọc ba cái này lại nè. Nước nó động nè. Đắt phục 209 còn nguyên anh em thấy không? Xe chiếc xe cũng kỹ lắm. Trong xe này là tương đối là kỹ á, mà còn máy móc thì đầu nồi chưa rớt. Cực kỳ chắc nha anh em ơi. Xe này máy là cực kỳ luôn nha. Mang quay chậm chậm tí ha. Anh em theo dõi nha. Nói cũng nhiều quá rồi, Hồng An cũng tranh thủ rồi. Tranh thủ chiếc nào được chiếc đó. Bao tay Hồng An thay hay rồi, bao tay cũ nó bị rút á, nó xấu quá, Hồng An thay luôn. Kiến này kiến zin, xe này cặp kiến zin 2 triệu còn đủ nha anh em. Xe này 4 số một chủ nha, ủy quyền về Hồng An rồi lần đầu luôn. Anh em nào muốn ủy quyền thì ủy quyền, muốn công chứng cung cấp thì vô tư. Đẹp lắm. Nói chung thì cái xe này tem cũng hơi chạy chạy nha anh em. Xe này không có dán keo, nhưng mà cái tem đằng sau nó hơi chạy chạy. Nó bị chạy chạy đó đằng sau một tí á. Đầu nồi bít chịch, thấy không? Còn sáng lắm anh em ơi. Rất mới, ốc tan cũng còn trắng lắm. Xe ốc tan trắng lắm nha anh em, còn màu nha, ốc tan còn màu đó. Mâm rất đẹp, nó đắt 209 rồi thấy giờ. Còn nguyên hết. Không chị ổ chứ còn đầy đủ nè, chưa bay luôn nha anh em. Thường cái chỗ này nó đi nhiều là nó bay nha anh em ơi. Nó bay đó, mà cái này nó còn chưa có bay sơn bay gì hết, còn nguyên luôn nha anh em. Thường để ý mấy những xe mà đi nhiều á nó sẽ bay, mấy chữ này nó bay nè. Và sẵn cái clip này luôn, Hồng An cũng chia sẻ cho anh em nên nhớ nè, sau này những anh em nào mà mua cái xe đó mà cái ổ khóa chỗ này nè, cái dàn nhựa nó hơi bị giật qua một bên, nó ráp mà nó hơi bị méo á. Dàn nhựa xe nào cũng vậy, xe ga, xe số, xe gì cũng vậy nha. Cái điểm yếu nha. Anh em nên nhớ cái clip này, Hồng An chia sẻ anh em nè. Những anh em nào coi cái clip này rất bổ ích nha. Khi cái ổ khóa này mà nó bị méo qua một bên á, dàn nhựa này nó méo, nó so le với ổ khóa là xe này chắc chắn là bị đụng nha. Chẳng ba bị méo nha anh em ơi. Nó đụng xong á, cái ổ khóa nó sẽ giật với cái sườn nè. Nó đâm ra khi anh em nào gáp cái áo vô á, nó sẽ hở. Một là hở, hai là nó bị méo một tí, nó ráp vô nó rất khó, nó giật nguyên dàn áo luôn nha anh em. Anh em cứ để ý đi, xe nào xe ga cũng vậy nha. Khi mình mua một chiếc xe ga, xe gì cũng vậy, xe số cũng vậy nữa. Cái ổ khóa này nó rất quan trọng nè. Ổ khóa với dàn nhựa nó rất quan trọng, nó chuẩn lắm, thấy không? Khi mà xe nào mình để ý mà cái ổ khóa nó méo qua một bên hay là cái dàn áo nó ráp á,
nó hơi nó có kẽ hở chừng 2 ly 3 ly nó hở, nó khó vô á, là xe nó chắc chắn là sẽ bị đụng nha. Đụng nó giật cái ổ khóa chén cổ nó méo á, nó giật đó nha. Ở anh em mua xe để ý nha, coi chừng như mình mua nhầm những cái dòng xe mà bị đụng á, bị té bị ngã đó, gây tai nạn á, mình né nha. Xe đó chắc chắn là cái sườn họ yếu lắm rồi, đụng mà tới ổ khóa mà nó giật giật qua một bên là nó nặng lắm nha anh em. Thường thường chẳng qua là mình bị phụt thôi, bị phụt chén cổ rồi mình có thể mình ép chẳng ba được, thì khi mình ráp lại nó vẫn bình thường nha. Nhưng mà khi mà cái ổ khóa mà nó méo luôn á là nó rất nguy hiểm, nó gây tai nạn, nó nặng, nó bị thụng phải không, cái sườn nó thụng vô đâm ra nó sẽ gáp không có trùng với cái dàn áo. Nó bị cái ổ khóa này nó, cái bát của nó bắt ngay cái chén cổ luôn. Anh em nên để ý nha, cái này là cực kỳ bổ ích đó nha anh em. Rồi ok, không ăn tiếp theo nữa, quay tiếp luôn nha. Xe đàn áo đằng trước cánh rất đẹp nha anh em, thấy không? Đó. Tem bên tay phải tôi đó là khá, bên trái đằng sau nó hơi bị chày đó, thì có sao Hồng An nói vậy luôn. Dàn bạc rất đẹp, không có dợp, không có bị bung chóc gì hết trơn á, ốc tán bảy màu nè, thấy không? Cái bát còn trắng luôn nè, thấy không? Giờ đạp hôm nay anh 58 triệu, trong nhà cũng còn mấy chiếc, có phiêu hai cọp lắm, có rim cọp nữa 100 triệu 50 triệu có luôn, bển phiêu hai cọp lắm kìa, trong nhà phiêu hai á, đi đúng 20.000 cây anh, đúng cọp luôn á. Còn hôm nay đấy này cũng được nè, máy chắc lắm, em đi đúng 29.000 anh. Tem nó hơi bị chạy đằng sau thôi, xe zin. Cái dòng này hiếm lắm, tem lớn hiếm lắm anh. Tôi biết mà. Dạ. Yên còn. Mới đậu rồi coi vậy. Dạ. Thì cứ coi đi anh. Nhà có ngoài hàng Hải Nguyên nè. Ok. Hàng Hải Nguyên có tiệm quang. Quang. Đây đồng. Đó, anh thấy không? Cái Oppo này Hồng An thay hay rồi. Oppo trước nó bị chốc đó, Hồng An thay mới nha. Cái clip này Hồng An quay luôn nè. Đó, Oppo này Hồng An thay mới nè, của hãng luôn nè. Đó. Mà anh em biết tại sao nó mới không? Cái này là cái chụp cái chủ xe cũ, họ chụp cái nóc vô đâm ra, cái này nó hơi mới nha. Nó bảo quản được cái trong, nhưng mà ở đây nó bị dợp dập nước nè. Đó. Thường thường là như vậy, nó được cái này nó mất cái kia. Chứ không phải thay mới nha. Cái này là do cái chủ xe cũ họ chụp cái ni nóc á, nó đâm ra tháo ra lại mà thấy nó mới quá. Rồi cao su zin luôn, thấy không? Zin luôn nha, chốt zin luôn nha. Đó. Ông tán nói chung là cũng còn sáng, còn màu, máy chắc. Đó. Xe này đẹp, anh em chịu khó kiếm bộ tem đi. Đặt bộ tem cỡ 950 thôi, có một bộ tem rồi là đẹp liền à. Máy và máy đang nổ nha anh em. Không. Máy đang nổ nha. Em thấy không? Cục dây ga còn trắng nè. Dây ga còn trắng luôn nha, chưa có đen, chưa có sét nha anh em. Không. Xe mà đi nhiều quá cộng dây ga đen thui à, này còn trắng nè. Nước nó không có bị đọng nước nè. Không. Đây là cũng là những cái điểm yếu nha, dây ga phải trắng nha. Tiếp. Không, cánh vẫn rất đẹp, thấy không? Cặp cánh bì rất đẹp. Có gì vậy? Cũng một. Dạ. Hôm nào ghé đi anh. Trong nhà còn con á. Đó, ông khách đam mê nè, đam mê định coi với xe và có công việc gì đó. Anh cũng ở trên thành phố đó anh. Tần số cao su này cao su mới anh em ơi, mới luôn nha.
cái nào mới Hồng An nói mới là cũ, nó cũ nha. Nhiều khi Hồng An thấy nó kỳ kỳ là Hồng An thay luôn à, nó bị lủng á, nó trắng sao nó lủng hai bên đây nè, Hồng An thay luôn. Đó, cái nào mới là nói mới, thay là thay, thấy không, cặp lốc rất đẹp, thấy chưa? Đó, rất đẹp. Này hơi chốc nhẹ tí nè, thấy không? Đó. Trong nghiêng trong đứng còn đẹp luôn nha, còn dày nha. Đó. Này chưa mòn chân nha anh em. Thấy không? Bánh nó hở nè, thấy chưa? Bánh hở khúc luôn á. Cái trống nào nó mòn á là mình đậu là nó sệ xuống thôi. Đó. Vẫn còn dày. Đó, rất dày luôn thấy không? Đó. Ngày clip trước Hồng Mai cũng có quay sơ rồi, nhưng mà Hồng Mai này sẵn tay quay luôn. Bô zin theo xe. Đó, mở đèn cái đi. Chui xuống nơi. Thấy không? Bỏ máy đang nổ đó anh em thấy không? Im gu à. Đó, miếng này còn trắng tươi à. Thấy không? Chưa có bị đen nè. Cái miếng bạo về cái cảm ứng nè, cái cảm biến nhiệt nè. Thấy không? Đó, đẹp. Không. Những cái nét đẹp nó nằm ở dưới trơn nha anh em. Anh em mình mua xe để ý á, những cái đẹp, những nét đẹp của chiếc xe nằm ở dưới trơn á. Đó. Nhớt nhau gì đó nằm ở dưới hết đó nha anh em ơi. Đó, máy nổ ấm. Ấm luôn nha anh em. À, đó, đặc biệt cái nè. Anh em thấy chưa? Còn dấu chấm sơn nè, thấy chưa? Cái phe gà này zin nè, chưa cái cốt này chưa có đóng nè, chưa thay nè. Dấu chấm sơn vẫn còn nè, thấy chưa? Sáng ngới luôn đó. Những xe đi nhiều là đang thui nha, xét nha. Đó, xe ông An đi 29.000 cây đó mà nó cỡ này nha anh em. Chốt zin nha. Phe gà zin nha. Đó. Lưỡi liềm lò xo còn đẹp luôn nha anh em. Tuy rằng nó dơ chứ nó zin nha. Đó. Mình rửa còn sót đó nha anh em. Thấy không? Rửa còn sót hết á. Chưa có kỹ nha. Đó. Cao su zin luôn nè. Nghe có chốt không? Chốt còn đẹp nữa không? À, bên đây cũng vậy nè, à, động nước nó dợp nè, chụp cái bao lại đâm ca này nó mới quá nè, thấy nó mới tinh thấy không, động nước nó bị dợp cái này xấu nè, à, nước nó động nó kéo xuống đây luôn nè, thúi luôn nè, gạch tê rất đẹp, ở 209 luôn nha anh em, thấy không? Đó, chỉ có bộ tem nè, anh em coi kỹ bộ tem chỗ này nó xấu nè. Từ đây trở đi nó xấu nè, nguyên mãn luôn nè anh em ơi. Đó, ông mang qua chậm chậm nha. Đó, một bên đây nè, một miếng nè. Hai miếng nè. Đó, hai miếng thôi. Đó. Đằng trước thì đẹp, thấy không? Đó, bên đây thì cũng đẹp luôn. Thấy không, bên đây là khá lắm. Bên đây không bị gì hết á. Chỉ có hai miếng một bên tay trái đó, nó nằm sao mà bị kéo chày hết, uổng quá. Thấy không, bên đây cũng còn đẹp nè xíu. Thấy không, đó. Ba miếng đi, một miếng đây này được, ok đó. Ba miếng này nè đó. Còn không anh em mua nguyên bộ tem 900.000, 950.000 gì đó, đặt bộ tem về mình thay vô long lanh chiếc xe rồi, dàn áo đi nó đẹp lắm, không bể không nứt. Đó, yên đó, ốc tán còn trắng lắm. Cản nè, cản zin nha, để lâu nó bị bay á. Đó.
Không, thùng xăng rất đẹp, không có bị dập gì hết nha anh em. Đó, yên zin luôn nha anh em ơi. Yên zin nha. Đó, dây yên zin nha anh em. Đó, dây yên zin nha. Chưa có nhăn luôn nha, hơi hơi thôi. Đó, anh em nghe máy đã lắm. Cực kỳ chắc luôn anh em. Đầu nồi chưa rớt, cực kỳ chắc nha, chạy nhóm nhóm nha. 29.000 cây thôi. Anh em nhìn thấy rồi. Hơi ấm không? Nhẹ lắm anh em ơi. Em ru. Thấy không? Đó, em nhìn thấy nè. Đó, chết thấy không? Bình thường thấy không? Đó, cái đòn này bảo vệ là trắng tươi à. Thường thường cái đòn này nó bị sét quá nha anh em. Đi nước nhiều nó động nó đen á. Đó. Cái chiếc xe nằm ở đây hết rồi anh em ơi. Rồi, xong rồi nha. Hôm nay là quay cũng kỹ lắm rồi đó. Thấy không? Không sót một chỗ luôn. Hình như còn bên đây nữa nè. À. Thấy chưa? Thấy chưa? À. À, nét đẹp nằm ở đây hết trơn nè. Nó động nước nè, thấy không? Thường thường nước nó động mình rửa xe nước nó động ở đây nè. Đó, chẳng hạn như hôm nay có chứng cớ luôn nè. Đó, nước động thấy không? Mình rửa xe nước ở đồng ngay đây thì chỗ này mà đi nhiều á hoặc để không sử dụng kỹ nó sẽ đen, nó đen lắm nha anh em, thấy không? Còn này nó còn trắng tinh nè, thấy không? Thấy chưa? Đó, những cái căn bản đó, cái cốt nền của chiếc xe nằm ngay mấy mấy điểm này nè. Còn mấy con ốc này thì ở đâu căn có ốc này thay được hết nha anh em. Đó, màu với đúng ra thay bình thường nha. Ốc này đối với hồng hay là chuyện nhỏ nha, không gì hết trơn nha. Nhưng mà cái cốt nền này là không thay được nha. Ốc treo máy là thay không được nha. Đó, mấy đồ chức nền nó là nằm ngay chỗ này hết á. Đó, cái này đó nè. Đó, cái nền nó nằm ở đây nè. Đó. Cái nền của nó đó. Cái nền nó nằm ở đây đó nè, ốc đầu nữa nè. À, ốc đầu đổ ai dám thay đó anh, thay vô một cái là chất quất liền nha. Nó không có đúng màu đâu nha. Nhiều khi anh em mua bán thì không biết, anh em khách không biết chứ lái nhìn ra biết liền nha. Mình thay biết liền nha. Không thể nào mình múa rìu qua mắt thợ được hết á. Nói chung mua bán là mình chữ tính thôi. Mình bán là mình bao không, bán lái là dám bao lái luôn đó. Còn mình hút lái là chết à. Nó không tồn tại được lâu đâu nha anh em. Cái gì cũng vậy thôi. Lái mà anh em cũng như là một bạn hàng của mình thôi. Mình bán là mình phải bảo đảm cam kết đó. Còn lái với nhau mà thuốc lái là chết rồi. Không tồn tại đâu ha. Cái gì cũng vậy, mua bán là chân thật chân chất nó hay hơn. Đó. Trời cho nhiều hưởng nhiều, muốn cũng chẳng được đâu anh em. Mình tiền nhiều hôm nay với ngày mai nó trôi đi chỗ khác hết à. Thật sự là như vậy đó. Nhưng mà quan trọng ban đêm các bạn ngủ có ngon hay không thôi. Nhưng mà riêng Hồng An ngủ một giấc là tới sáng á. Đó, nằm xuống gác là ngủ tới sáng luôn đó nha. Đó. Rồi con này Hồng An bán 58 triệu nha. Bao hồ sơ công chứng ủy quyền vô tư. Đó. Anh em nhìn kỹ cái. À, ngay bon nha. Đó. Rất đẹp nha anh em ơi.
xe không đâm đụng té ngã đâu. Cái này chén cổ chưa mở mà. Mình làm ăn cái gì là mình mua bán với anh em cũng vậy, khách cũng vậy mà lái cũng vậy. Mình gạt được một lần chứ không gạt được chính chính mình đâu nha. Gạt được người khách hàng này rất rất dễ. Gạt chính mình mới là cái khó nha anh em. Gạt mình là tội lỗi nha. Gạt người chỉ là sai lầm thôi nha anh em. Anh em nên nhớ, tự mình gạt mình mới là tội đó. Cái này Phật pháp có dạy. Cái Hồng An vui vui lấy cái mình lấy những cái Phật pháp vô mình nói chuyện cũng vui thôi. Anh em cũng đừng có nói gì hết nha. Chẳng qua Hồng An mình góp ý trong cái clip đó, mọi cái nó cái chủ đề mình lấy cái đó ra thì anh em hiểu cho Hồng An thì tốt thôi, phải không? Anh em nào không hiểu thì cũng chịu chứ làm sao bây giờ, đúng không? Thì Hồng An cũng muốn mọi người đều tốt hết, đúng không? Mình có những cái suy nghĩ, những cái quan niệm tốt rồi mình chia sẻ cho tất cả bạn bè mình những cái kinh nghiệm, những bài học gì đó, đúng không? Nói chung mình sống là mình tốt nhất mình nên tốt với chính bản thân mình trước đi, rồi làm tròn trách nhiệm, sống đúng với bản thân mình, tất nhiên thì mọi người nó sẽ đúng hết. Chỉ sợ mình không đúng với bản thân mình thì tất nhiên mình đối với người khác mình sẽ bậy thôi đó. Ok rồi, Hồng An bye bye mọi người, chúc cả nhà mình một đêm vui vẻ, mạnh khỏe và an lạc. Anh em tối thích thì hãy đăng ký kênh, chia sẻ kênh, xem clip của Hồng An đó, chơi kênh của mình ngày càng bền vững và phát triển hơn. Bye bye mọi người.